cũng sắp đến Tết rồi anh em ha, và anh em sẽ chuẩn bị sửa lại nhà nha. Thì bây giờ em thấy là cái vấn đề mà bản lề của cái cửa cuốn của anh em là đang bắt đầu hư rồi đây này, bung hết cửa sắt ra và bây giờ em cần sửa lại, chắc chắn là cần một con máy hàng rồi. Em sử dụng con máy này, đây là dòng Jetro 200F này. Con dòng này á thì nó nhỏ gọn thôi, nhưng mà xài ở tầm gia đình thì chắc chắn là bảo đảm cho anh em là ngon ngọt đẹp luôn. Thì dòng hàng con này là 200 này, đầy đủ cho anh em có bảng đồng hồ và sử dụng cho mình hai cái nhắc nhỏ. Tổng lượng con này á thì chỉ đến 2kg thôi, đằng sau vẫn có quạt tản nhiệt đầy đủ cho mình nè. Rồi con này đó anh em kéo cho em là que 2 ly 5 thoải mái, còn nếu mà anh em kéo ở que 3 ly 2 á thì kéo từ 20 que cho em thôi là được rồi. Thì bây giờ á, cùng em á, sửa lại cái nhà với con máy này nha. Bây giờ em đã lắp máy xong này, khởi động lên này. Bây giờ á, thử cho anh em que 2.5 với cái con máy này nha. Bình thường ở nhà anh em sử dụng thì chỉ cần 2.5 thôi là đã đủ rồi. Và bộ dụng cụ đi kèm với con này là một kìm hàn, một cái mát. Kìm hàn nó sẽ là 3m và kìm mát là 1.5m nha anh em. Rồi kèm theo đó nữa là một cái kính hàn auto. Thì bây giờ em sẽ dùng nó để mà sử dụng con này luôn. Rồi anh em mà đầu tư con này để mà sử dụng gia đình, sửa sửa lại gia đình thì rất là phù hợp nha. Giá bán hiện tại con này chỉ là 1.050.000 thôi. Và kèm cho anh em á là một cái kính hàn điện tử auto này, sử dụng rất là hiệu quả để mà bảo vệ mắt của mình luôn. Và thêm nữa, hơn nữa cho anh em là 20 que hàn để mà anh em có thể là test máy và sử dụng trong gia đình thoải mái luôn nha.